Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Hôm nay em lại quyết định hạ giá bán chiếc xe Ford Ranger Wildtrak sản xuất năm 2015. Xe không có lỗi lầm gì. Máy nguyên số zin, không đâm va tai nạn hoặc là ngập nước vừa kính vừa đèn. Và xe bác chủ trước mới thay một dàn lốp. Xe này thì bây giờ em bán với giá là 545 triệu. Vâng. Bên em đang mong muốn bán với giá là 545 triệu. So với đợt trước là em quyết định xả bớt xe bớt đi ạ. Và chiếc xe này thì nó là bản tự động 2 cầu Ford Wildtrak. Tự động 2 cầu sử dụng động cơ 3.2 số tự động. Vâng, động cơ 3.2 bản cao cấp nhất năm 2015. Màu trắng ngọc trinh. Toàn bộ là nguyên zin hết pháp lý, sang tên đầy đủ cho anh chị em. Xe cam kết là đẹp, không đâm va tai nạn ngập nước. Tiếp tục bán xả lấy tiền. Về chiếc xe này thì bên em cũng hỗ trợ vay trả góp cho anh chị em nào có nhu cầu lên đến 60-70% giá trị của xe. Vâng, em vừa quay một vòng cho anh chị em xem toàn bộ cặp đèn và các cái khe hở giữa cabo cánh cửa là rất chi là đều. Đấy, mặt ca lăng là nguyên zin hết. Xe thì được bác chủ trước thay một dàn lốp khá chi là dày đây. Một dàn bê tông lốp khá rất chi là dày. Đang còn sử dụng rất chi là tốt. Và toàn bộ lốp là đát năm 2017. Năm 2017 bác chủ đã hết dàn lốp, lốp này là lốp thứ hai. Và toàn bộ sassi này, sassi không có dấu hiệu cắt nối và không bị han gì, không bị xâm mặn của muối biển. Xe được trang bị thêm màn hình camera phía sau. Và toàn bộ phần gầm, phần gầm xe sơn zin khá là nhiều, rất chi là sạch và đẹp. Lốp rất chi là dày, lốp sơ cu đấy ạ, rất chi là dày. Toàn bộ phần gầm xe khá là mới và đẹp đấy ạ. Zin hết toàn bộ. Vâng, sau đây em đi quay vào chi tiết nội thất cho quý anh chị xem. Toàn bộ về nội thất là ghế da zin theo xe. Ghế rất chi là mới và dày đây. Toàn bộ là ghế nguyên bản của Wildtrak. Nguyên zin hết. Vô lăng rất chi là mới. Và củ số, số tự động 2 cầu. Đây, 2 cầu. Sử dụng động cơ 3.2. Toàn bộ bóng khí bàn thờ rất chi là mới, nguyên zin. Đây là bác chủ trước đã độ thêm màn hình Android. Chiếc màn hình này rơi vào tầm 8 triệu, khá là mới. Về bản thân của chiếc Wildtrak này thì là nó là vu bán tải. Thì gương kính chỉnh điện và toàn bộ là hai cầu nguyên bản hết. Toàn bộ là từ phanh này, phanh và bàn đạp ga, phanh và ga này nguyên bản hết toàn bộ và không có dấu hiệu bị chảy xước. Các ốc cánh cửa là nguyên sơn đánh dấu của nhà máy. Ốc tai không có dấu hiệu bị tháo lắp. Và tay cánh cửa đây, toàn bộ cánh cửa này sơn zin rất chi là nhiều. Và toàn bộ phần chỉ zin của nhà máy, không có dấu hiệu bị chóc hoặc là bị chạy chỉ lại. Và các ốc cánh cửa cột sơn zin 100%. Cột là ốc chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Về cánh cửa phía sau bên lái, toàn bộ là chỉ zin hết đấy ạ. Và bên em đã kiểm tra toàn bộ thông số kính. Thông số kính đều là kính năm 2015 hết. Nó hơi mờ đấy. Vâng, toàn bộ nội thất ghế sau này rất chi là mới và căng. Trần nguyên bản theo xe. Anh chị em xem video nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất cái dòng xe bên em vừa về. Và bóng khí cột là nguyên zin hết đấy. Đây là bóng khí ABS. Đấy, chiếc Ford Ranger Wildtrak thì có tổng là 4 bóng khí nên là độ an toàn rất chi là cao.
Vâng, về cái phần thùng phía sau thì nó khá là mới đây. Hai bên thành thùng không bị trầy xước cong vênh. Đấy, toàn bộ thùng này, lót thùng rất chi là đẹp. Và ốc tai cánh cửa và ốc đèn sau này là zin hết toàn bộ. Đinh dập đinh tán là nguyên bản hết. Ốc nguyên hết toàn bộ. Không có dấu hiệu bị thay thế và bị toàn bộ ốc cột đinh nguyên hết. Và đây em hướng máy quay về hai cánh cửa bên phụ. Toàn bộ các cánh cửa bên phụ là không có dấu hiệu bị đâm va. Ốc là nguyên 7 màu của nhà máy. Đấy. Toàn bộ đinh chỉ là zin hết đấy, chỉ của nhà máy. Tay mở cửa khá là mới đây. Táp bi rất chi là đẹp. Ốc khóa nguyên hết toàn bộ. Và đây là cánh cửa phía trước bên phụ cũng thế. Toàn bộ chỉ là chỉ zin của nhà máy Ford. Thông số kính cũng theo xe hết, năm 2015. Đây, thông số kính 2015 hết. Đấy, bên em kiểm tra tất cả các thông số kính và cánh cửa đinh dập khóa ốc là nguyên zin hết. Nên là cam kết 100% chiếc xe đẹp, không có dấu hiệu bị tai nạn, vỡ kính vỡ đèn hoặc là bị đâm va, biến dạng ô tô. Vâng, đây em quay về cái phần đầu xe cho quý anh chị xem. Toàn bộ phần đầu là đèn zin theo xe, ốc nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, ốc chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Toàn bộ ốc tai và ốc máy này nguyên hết toàn bộ luôn, không có dấu hiệu bị tháo lắp, nên là cam kết 100% máy zin. Đấy. Ốc cabo cũng thế đây. Và các ốc tai này nó chỉ là bám bẩn lên thôi, bám đất bẩn thôi, không có dấu hiệu bị tháo lắp, không có dấu hiệu bị đâm va. Cam kết một cho anh chị em xem một chiếc xe đẹp, đinh tán là nguyên bản hết, cặp đèn zin theo xe. Toàn bộ em vừa quay giới thiệu đến quý anh chị một chiếc xe Ford Ranger bản quay check 2 sản xuất 2010.